xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường kèm quần áo và phiếu chích ngừa. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi may mắn được người dân phát hiện vào bụi túi kèm theo một số vật dụng và phiếu chích ngừa. Ngày 18 tháng 7, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuân, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết, nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp bé gái bị bỏ rơi ở đường đi trước cửa nhà dân. Bé gái khoảng 2 đến 3 ngày tuổi, được một phụ nữ tên L, 66 tuổi, ngụ ấp Bệ Bạc, xã Đông Xuân, phát hiện ở đường đi gần nhà mình vào tối ngày 15 tháng 7. Thời điểm phát hiện, bé được đặt cùng một túi ni lông đựng sữa, một số vật dụng như quần áo, bình sữa và một phiếu tiêm phòng. Ngay lập tức, người dân đã đưa bé đến cơ quan chức năng trình báo. Qua kiểm tra, bé nặng 3kg, sức khỏe tốt. Hiện bé gái vẫn đang được gia đình bà L chăm sóc. Vợ chồng con trai người phụ nữ mong muốn được nhận nuôi bé vì họ lấy nhau đã lâu nhưng không sinh được con. Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuân đã phát thông báo tìm gia đình cho bé gái. Sau một tuần nếu không có người đến nhận, chính quyền sẽ tạo điều kiện nhận con nuôi cho người nhà bà L vì họ đã có gửi đơn cũng như chứng minh được điều kiện kinh tế. Theo báo Dân Sinh,